Đây là lần đầu tiên cả nhà mình đi hái táo. Thì cái vườn táo này nó cách xa nhà mình khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Trên đường đi tới mình rất là nôn nóng, tại vì cứ nghe người ta nói là đi hái trái cây vui lắm mà mình chưa giờ thử qua. Cũng nôn nóng tới coi cái vườn táo nó như thế nào và nó vui cỡ nào. Thì cái vườn táo này mình chọn là nằm ở trong thành phố LJ, nó cái vườn táo tên là Hillcrest. Thì vườn táo mở cửa ngày thường á, vé vô cửa là 8 đồng. Bao gồm là những mấy con thú nuôi trong đó, rồi những trò chơi cho con nít và ngồi trên xe cho họ chở đi vòng vòng vườn táo. Muốn hái táo á, thì đi vào cuối tuần, bắt đầu mùa hái táo là thứ bảy đầu tiên của tháng 9 cho tới chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Họ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Mình đậu xe xong rồi, mình đậu xe miễn phí, hay giờ mình vô cửa đứng mua vé nè. Vé là 12 đồng cho một người. Thì cũng có nhờ mấy cái playground cho con nít, rồi mình ngồi trên xe được chở đi coi vườn táo, rồi ca nhạc, những thú nuôi trong đó, coi heo gà thi đấu bơi và chạy, và còn nhiều tiết mục nữa như các bạn thấy trong hình đó. Còn muốn hái táo đó thì trả thêm 8 đồng cho một bao nhỏ, 14 đồng bao lớn. Thì 8 đồng Thanh mua đó là nhét đủ khoảng 9 trái táo, không có to lắm mà cũng có nhỏ. Tính ra vậy chứ coi mắc hơn là nếu như mình mua táo ở trong chợ đó, mà được cái là nó rất là tươi tại mình mới hái mà. Và khi mình mới bước vô vườn táo đó thì mình sẽ thấy nhà hàng rồi những cái chợ nhỏ nhỏ họ bán đồ ăn thức uống á. Và đây hình ảnh là khu vực mà ăn uống và chợ đó. Đáng tiếc là mình không có đi vô coi để mà thâu. Chỗ này là người ta xếp hàng là để được lên chiếc xe đó, để được chở đi coi một vòng ở vườn táo đó. Mình coi coi xong mình đi hái táo. Nhìn vườn táo mình wow, vì nó quá rộng đi. Cả nhà mới hớn hở, mới quẹo qua bên phải đi tới vườn táo. Mà sao nhìn qua nhìn lại sao cũng sao kỳ vậy ta, sao không có thấy táo mà sai trái triểu nặng cành như mình nghĩ. Mình nói xã chắc khu này người ta thu hoạch rồi, vì mình biết tùy loại táo mà có thời gian thu hoạch khác nhau đó. Họ có trên hình như 5 loại táo khác nhau thì phải đó. Vì cái mình nhìn cũng nhìn lại thế, ủa hình như là phần lớn là mấy cây táo con thôi, mấy cây táo mà người ta trồng chắc mới có 1 2 tuổi vậy hả. Thì Thanh quay cho các bạn coi một vòng đó, đó những cây táo đó, cây táo con đó. Cái táo hình như ít lắm, nó khi có một số cây vẫn còn còn trái nhưng mà trái nhỏ thôi chứ không có được to. Mình cũng hơi thất vọng nha, cũng hơi buồn đó. Buồn 5 phút rồi. Nó xả ra rồi, kiểu này là không có táo to đi hái rồi. Sau đó thì mình đi vô thêm sâu thêm nữa thì bắt đầu thấy có nhiều cây táo vẫn còn những trái táo mà to và ngon. Nhưng mà nó không có to như cái ý mình nghĩ nữa, như mình nghĩ nữa. Con gái thấy được trái mừng quá, nhón lên hái liền. Rồi hai cha con mới thôi đi đi mình đi qua chỗ khác coi thử coi xem sao. Nên các bạn thấy không, mấy cây táo nó cũng như xinh, nó nhỏ nhỏ, nó còn non lắm. Tới cây này nè, duy nhất còn lại hình như có vài trái lèo tèo, còn một trái tút trên cao nó hơi to đó, ngọng xả ẩm con gái lên để cho bé như thấy đó. Chị đi chưa được tiếng, chị chán quá, chị nói chị mỏi chân đòi ba cổng, đòi về không chịu đi nữa, tại vì chán quá. Mình phải dụ chị ok chị ở lại. Sau đó mình mới đi qua bên phía bên đi vô sâu nữa, qua bên tay trái á, thì đầu mình mới thấy là có nhiều táo hơn. Có nhiều cái cây là táo mà nó nặng quá đó, những cái cành nó thấp mà lè gần như là gần sắp đụng mặt đất luôn á. Táo rớt đầy dưới đất á. Có nhiều trái cũng còn rất là ngon, thấy không có bị gì hết trơn á, mà chắc người ta hái xong rồi ta chê nó nhỏ, nó không đủ ngon, người ta cứ thảy đại trên, cứ bỏ trên mặt đất vậy đó. Mình quay hơi nhanh quá cho nên coi hơi chóng mặt chút ha. Loại táo này ăn ngon, nó thơm lắm, nó có vị ngọt, có vị chua và rất là giòn mà có nước,
Cho nên cái này mà mình chấm với muối ớt là rất là ngon luôn. Mấy trái táo này nó cũng to vừa thôi, không có to lắm nhưng mà không có nhỏ. Không, các bạn thấy không, táo nó rất đầy ở trên nền đất luôn. Ồ, mấy cái táo này là gần ngay chỗ mà cái zip line chơi cho con nít á. Chắc vậy mà không có ai mà hái quá trời tay trên, còn rất là nhiều táo mà trái nó rất là to mà người ta không thấy á. Bây giờ mình đi qua cái khu vườn táo khác nè. Cái bên đây đó là táo nó còn xanh nhiều, nhưng mà trái rất là to. Mình qua sâu tí xíu là mình rất là ngạc nhiên, ta không thấy ai live và không thấy ai đi hái táo hết trơn, chỉ có nhà mình thôi à. Mà táo thì rất là nhiều và trái rất là to. Mình nói với ông xã, có khi nào cái khu vực này á, họ không cho mình vô hái không ta? Mà mình không biết mình vô. Nhưng mà sau đó đó mình mới nhìn, đâu thấy họ để cái bảng là không cho mình vô, hay là họ lấy dây vàng họ vây quanh họ bao lại, không không thấy. Cho nên mình cứ cứ vô hái thôi, cứ vô coi thôi. Bên đây mấy cái trái táo này nhìn nhìn phải nói là phát mê luôn, tại rất là nhiều và trái táo nó to. Nhưng mà mình không có nỡ hái nó, tại vì thấy nó còn xanh quá cho nên thôi mình tha. Có nhiều trái táo nó to gần cả bàn tay mình luôn á. Mình nghĩ mấy trái táo này cỡ chừng khoảng 1-2 tuần nữa đó mà nó bắt đầu nó chín tới á, là cái da táo nó đỏ ửng lên, nhìn chắc rất là hấp dẫn luôn á. Cái táo này mà mình nghĩ chấm với muối ớt nè cũng rất là ngon, mà nếu như mình cắt lát mỏng mỏng ra đó, mình ăn chung với mắm chim thịt đó là hết sảy luôn. Ông xã ngồi nhâm nhi một trái táo, người nghỉ mát luôn. Cái chùm táo này nhìn ngon ha, mấy trái nó nhìn nó to thì là to luôn. Thì xen kẽ vào mấy cái khu vực táo đó, họ có để mấy cái gọi là cái playground, những cái chỗ chơi cho con nít để cho nít nó chơi đỡ chán á. Cái chỗ cầu trượt, cái chỗ trượt này nè, con nít đứa nào chơi xuống xong mình thấy cũng ôm mông đó, con gái mình ha, chơi xong nó chỉ xuống chỉ nói mẹ ê mông quá, tại các bạn thấy á, nó không có được láng cái ống trượt á, mà nó gần rằng cho nên bị dằn mông. Rồi cái chỗ này là chơi đó phải trả thêm tiền, tuy là mình trả 12 đồng ở cửa rồi, vô chơi trò này vẫn phải trả thêm tiền. Ông xã dẫn con gái đi qua chơi zip line, mà cái zip line này á, nó bị trục trặc gì rồi cho nên nó không có tự chạy xuống mà phải có người kéo. Nhiều em bé lên xong á, là tội nghiệp nó đi xuống, tại vì không có tự chạy xuống được cho nên mấy em buồn, mấy em xuống mấy em than, mấy em là kỳ quá. Con gái leo lên con bò chụp hình, phải chi mà có con ngựa leo lên chụp hình ngồi biết mấy, mà thôi không có ngựa thì mình leo đỡ lên con bò mình chụp hình. Cái chỗ cuối cùng mà cả nhà mình ghé tới tới coi đó trước khi đi về là chỗ mà người ta vào, người ta nựng và cho mấy con thú nuôi đó ăn.
thì mình thấy có dê rồi có hình như là có thỏ rồi mèo, mà dê hình như là dê phần lớn, mấy con dê rất là dễ thương luôn. Mà con gái mình không có chịu vô cho nên đứng ngoài mình thâu thôi. Giờ mình quay thêm một số quang cảnh xung quanh nè để cho các bạn coi. Và trên freeway, trên đường về nhà. Lần này đi hái táo rồi, không biết lần sau là khi nào nữa. Chắc khi nào mà có nhiều các bạn rủ đi chung hay là gia đình mình qua rủ đi đó thì mình đi, chứ chỉ gia đình mình không chắc mình không đi lại đâu. Tại vì một phần mình cũng ok thôi, còn một phần nữa là con gái cũng không có thích mấy. Cho nên đi lần này á, ra cho biết và mình thấy cũng đủ rồi.